Rồi chào anh em nha, con này em mới nhận hợp đồng, bây giờ khách lên trước là hợp đồng rồi hả? Thì bây giờ em sẽ quay sơ sơ cho anh em xem, chút nữa em sẽ quay thực tế lúc mà máy rã ra nha. À, đây là một con máy Thái nha anh em, đó, bình cuốn bình Thái luôn, bình cuốn họ làm á. Thì em quay sơ sơ, lúc khách vô thì em quay không được, vô luôn quá. Rồi, em quay sơ sơ cái máy này nha, đây, anh Nông Trắng là anh chủ máy đây ha. Thì đang tiếp tục bắt đầu chuẩn bị mở ra. Đây cũng Nam Định, ở đây cũng Nam Định luôn. Đây là đây ở Nam Định hết luôn. Máy này nuôi sao mấy ngày thôi. Thôi bây giờ đã mở anh em nó ra rồi ha anh em. Em đang bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng này, đang xả nhớ hộp số ra làm. Đó. Thì thời gian làm chắc khoảng 5 ngày, 6 ngày gì đó. Máy có biển số nè, bữa có quay nè, mới về luôn. À, chào anh em buổi sáng nha, đang tiến hành mở hộp số ra kiểm tra cho khách. Thì còn em lưu lỏng sơ mi cái gì em làm lại ha. Đó. Đây, còn máy Thái nha, camera phải mời anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ đã hoàn thành rồi đó nè, sau 3 ngày bảo dưỡng ha, máy cũng đã xong. Giờ chỉ có dao cái dàn chân thì nguyên si rồi, chỉ có vệ sinh mở bò rồi bơm nhát bơm bổ lại. Rồi giờ đang test nha anh. Chụp mình với khách nha, khách về trước nha anh em. 1 2 3. Rồi ok. Anh Kiều chào anh em nha. Đây là một con máy em đang chuẩn bị giao về Hải Hậu của Nam Định nha. Chiếc này đã làm bảo dưỡng cho khách sơ qua. Thì em có quay khúc sau của lúc bảo dưỡng á. Bây giờ lúc em chuẩn bị lên máy về cho khách đây. Máy này máy có biển số luôn, đủ bản luôn. Máy Thái có giấy hải quan đầy đủ luôn. Sẽ dè lên xe rồi cắm cái đầu lên cái xe của xe lớn. Đây còn mấy chiếc trăm mấy năm siêu đẹp rồi nha anh em, có cabin nữa ha. Ghe đít lên ha, rồi sau đó chạy thẳng vô. Đúng rồi, ngon lành luôn, máy quá đẹp. Rồi, ngon lành luôn anh em ơi, vô lọt gót bình thường luôn ha. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều luôn nha. Rồi, đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện Đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.